Rồi, Tony Tiến xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay Tony Tiến chia sẻ cho các bạn tại sao nguyên nhân mà vẽ vân giả gỗ bị cháy. Như anh em đã thấy thì cái khúc này đây, của chúng ta đang là màu trắng mà mình không nốt vàng lên thì vẽ chắc chắn nó bị cháy. Để anh em thử xem nhé, xem nó cháy khắc phục như thế nào thì anh em cùng xem. Đây anh em này, mình đã đặt cái chổi giả gỗ lên trên này, màu giả gỗ đây nhé. Màu thì mình đã chia sẻ rất nhiều rồi anh em nhé. Thì màu của anh em nhìn thấy cũng khá là ok phải không? Nhưng mà vẽ nó không được nổi lên là do cái chúng ta để màu trắng này nó hay bị cháy hơn nhé. Chắc chắn nó bị cháy và bị trôi màu hơn vì cái tấm này là tấm alu của anh em nhé. Anh em nhìn xem này, xem mình vẽ xong là nếu mà bị anh em khắc phục cùng mình luôn. Anh em mới kéo đây đấy, kéo nó cũng khá là ok nhưng mà cái vân nó không được nổi lên đâu anh em nhé, chứ không phải là nó không ra cái màu gỗ, nó không ra màu gỗ đâu, nó bị tối màu. Đấy, một số anh em hay inbox cho mình tại sao anh ơi hay là bạn ơi mình bị cháy, mình bị cái lỗi cháy này là do nguyên nhân anh em không nót sơn bóng vàng ấy. Anh em quét trực tiếp lên thì nó bị cháy là chắc chắn rồi. Đấy, anh em nhìn nó vẫn ra vân nhưng mà nó vân không được nổi, không được sáng màu. Mình đã cố gắng vẽ cho anh em đoạn này để anh em biết hết cái tấm này luôn, mà lỡ bị vậy thì anh em khắc quét lại một lớp vàng luôn nhé. Chỗ quét chỗ không này nó bị khắc một lệch màu là nó vân nó khác nhau đấy anh em ạ. Mình cũng từng làm bị như này rồi thì mình mới rút kinh nghiệm ra được và làm cái video chia sẻ cho anh em nhé. Anh em ấy vân không ra vân này. Cái video này mình cũng chia sẻ cho các bạn đây, sau khi mà vẽ xong là nó bị cháy như này, anh em nhìn thấy này, nó vân này, nó rất tối này, ở dưới kề dưới này vậy. Anh em khắc phục thì chúng ta lấy sơn vàng chúng ta quét lại nhé, sơn vàng bóng ngoài trời khắc phục lại thôi. Thì cái video này chia sẻ cho anh em chúng ta biết cách mà khắc phục được cái lỗi cháy đấy, thì chúng ta áp dụng lên. Một số anh em xem trên kênh hỏi mình là hay bị cháy đấy, thì hôm nay mình cũng làm một cái video test cho anh em nhé. Rồi anh em xem thấy hay hữu ích nhớ tặng mình một like và nhớ bấm nút đăng ký kênh nhé. Rồi mình xin chào và hẹn anh em những video tiếp theo.